Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, động viên và chúc Tết các đơn vị ra quân sản xuất đầu năm trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Tại cảng Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những quyết tâm nỗ lực của Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của cảng Đà Nẵng đã linh hoạt sáng tạo trong công việc, đạt được những chỉ số kinh tế ấn tượng, doanh thu tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2020, lần đầu tiên vượt mức 1.000 tỷ đồng, đẩy mạnh việc chuyển đổi số và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị. Thì mình ở đây là thị trường truyền thống trọng điểm là miền Trung, rồi khai thác mạnh mẽ hơn cái tuyến hành lang kinh tế Đông Tây 1-2, đặc biệt là lưu ý cái thị trường Lào hiện nay cũng rất là triển vọng. Thì tôi thấy là tập trung vào những cái thị trường chiến lược trọng điểm như thế, để khẳng định được, phát huy được cái thế mạnh, nhất là thế mạnh về địa chính trị của cảng Đà Nẵng thì rất là quan trọng. Như thế thì tôi đề nghị là đảng ủy rồi lãnh đạo cảng cũng xác định cái hướng đi, tầm nhìn không ôm đồm quá, nhưng mà xác định cái chiến lược trọng tâm để chúng ta tập trung nguồn lực đầu tư, tạo cái sự đột phá trong phát triển. Bên cạnh đó thì tiếp tục chăm lo tốt hơn cho đời sống của người lao động, cho cán bộ nhân viên, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng gửi lời chúc tập thể lãnh đạo, người lao động của cảng Đà Nẵng nhiều sức khỏe, niềm vui và thuận lợi trong công việc. Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ra thăm khu vực cầu cảng để trực tiếp gặp gỡ động viên tập thể người lao động ra quân sản xuất đầu năm tại đây. Đến thăm tập đoàn Sun Group, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên tập đoàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những kết quả mà tập đoàn Sun Group đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đã đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch và các hoạt động an sinh xã hội. Mong muốn đơn vị tiếp tục dành sự quan tâm, đầu tư, phát triển các dự án trên địa bàn Đà Nẵng và khẳng định thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tiếp tục phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển của thành phố. Đến thăm công ty cổ phần dệt may 29 tháng 3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã chia sẻ động viên với những khó khăn của công ty trong thời gian qua, đồng thời hoan nghênh biểu dương nỗ lực của công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, nhất là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp trong công việc. Mong muốn đơn vị trong thời gian tới tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải tiến chất lượng, kỹ thuật, xây dựng và khẳng định thương hiệu một cách bền vững hơn. Được biết, trong năm qua, công ty cổ phần dệt may 29 tháng 3 có giá trị sản xuất công nghiệp đạt 990 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 74 triệu đô la Mỹ, thu nhập bình quân của người lao động là 8.500.000 đồng một tháng.